lợi ích cho mọi người, và lợi ích cái việc chính đáng nhất là làm cho mọi người đến được với đạo lý giác ngộ giải thoát. Và khi mà chúng ta chưa đủ khả năng để độ người đó đến giác ngộ giải thoát thì tất cả những cái việc làm của mình chúng ta cần mẫn chúng ta làm để hồi hướng cho cái việc giác ngộ giải thoát của chính bản thân mình. Nhờ cái công đức mà mình làm cần mẫn đó, đó nó sẽ nuôi lớn cái đạo hạnh của chúng ta. Và chính nhờ những sự cần mẫn đó dung bồi được cái phước báo của chính mình. Nhờ cái phước báo đó mà khai mở được cái huệ tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy người nào mà ở trong đại chúng, người đó lánh nặng tìm nhẹ, ít có chịu công quả, chúng ta bắt đầu coi công phu của người đó. Cứ nghĩ rằng mình sẽ tìm cái chỗ nào đó mình ngồi thiền nhiều, mình tu tập nhiều là mình sẽ thành tựu đạo quả. Xin thưa, người đó khó lắm. Và nếu ai có kinh nghiệm ở đại chúng, chúng ta sẽ thấy điều này. Và ai ở trong cuộc đời này nói chuyện đại chúng, tức là một tập thể tu tập ở trong chùa, nhưng mà ở trong cuộc đời đối với trần gian, đối với thế gian chúng ta đang sống, mặc dù là cái chuyện gia đình chúng ta ổn định rồi, chuyện kinh tế chúng ta không có cần phải lo nữa, thì mình có thể làm tàn tàn, mình có thể nhàn nhàn, nhưng mình đủ sống cả đời mình không cần phải làm gì hết, thì coi chừng lúc đó chúng ta hết tinh tấn. Tại vì mình còn sống, còn thở được, còn đi, còn đứng, còn ăn, còn nói được, là còn có thể làm chuyện lợi lạc chúng sanh được. Chúng ta không được quyền tạm dừng điều này thì đó mới là cái tinh tấn của Bồ Tát. Không có chuyện nghiện ơi. Trường hợp là chúng ta đi không nổi thì chúng ta đứng, đứng không nổi chúng ta mới ngồi, ngồi không nổi chúng ta mới nằm. Thật ra là khi còn thở được là còn làm lợi lạc chúng sanh, đó là cái hạnh tinh tấn của Bồ Tát. Đây là một điều rất là đặc biệt. Và điều này rất khó. Thì chúng ta vì cái riêng tư có thể mà chúng ta làm cái gì đó cho gia đình mình đủ rồi, bạn bè dòng họ bà con mình đủ rồi, và cuộc sống mình cảm giác đủ rồi, mình không cần phải làm gì thêm, mình cũng đủ tu rồi. Và chúng ta sẽ dừng hết mọi cái, thì đó không phải là cái tinh tấn của một vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát là luôn luôn cần mẫn, không phải cho mình, mà thực sự đó là cách trang nghiêm đạo tràng của mình sau này. Chứ đừng nghĩ rằng bây giờ mình xách cái mạng mình đi la, mình công quả ở chỗ đó, và bây giờ là mình cũng mất sức rồi, mất hơi, mất tiền, mất của, mất tất cả mọi cái để mình phụng sự cái đạo tràng đó, mình làm giúp ích cho người đó, là mình bỏ công bỏ sức để làm cho cái chỗ đó. Nhưng mà thật sự không phải, đó là cách để dung bồi phước báo của chính mình. Tất cả những sự cần mẫn đều dung đắp cho phước báo riêng của chính mình. Chứ đừng nghĩ là khi mình làm một việc cho người khác là chỉ làm việc đó cho người đó, vì người đó cần mình giúp cho nên mình tới mình giúp. Không phải như vậy. Chúng ta đừng hiểu lầm chỗ này. Những cái sự cần cù, cần mẫn của chính mình, tức là những cái dung bồi phước báo của chúng ta, đó là cái hạnh tu tinh tấn của vị Bồ Tát. Cho nên chúng ta không có được quyền dừng nghỉ bất kỳ giờ phút nào, dù cái tuổi chúng ta ở cái mức độ nào. Còn có thể làm một cái việc rất nhỏ, ví dụ thay vì bây giờ mình ở nhà mình không có làm gì nổi, mình chỉ quét sạch cái nhà thôi để cho con cái mình, những người nhà mình được rảnh rang đi làm chuyện khác, thì đó cũng là một cái hạnh nguyện cần mẫn của chính mình. Đó, thì tất cả những việc gì mà mình làm có một chút lợi ích là chúng ta phải làm. Đó mới là cái hạnh tinh tấn của một vị Bồ Tát. Thiền định là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh nào nhiếp tâm không tán loạn sẽ tái sinh vào cõi đó. Tức là một cái hạnh nguyện tiếp tục của Bồ Tát nữa là thiền định. Thì khi nào mà chúng ta sống luôn luôn trong cái tâm thanh tịnh, không có tán loạn, thì người đó sẽ ở trong cái cõi giới của Bồ Tát. Nếu như chúng ta nhìn theo kiểu bình thường này, theo kiểu tu tập thông thường, thì chúng ta làm sao nhiếp tâm để cho tâm chúng ta đừng có khởi niệm. Và tâm chúng ta không khởi niệm tức là chúng ta đang ở trong cái định. Và nếu chúng ta ở trong cái định đó thì chúng ta sẽ ở được trong cái cảnh giới tịnh độ của Bồ Tát, đúng không? Nó đúng với những người sơ cơ. Nhưng mà chiều sâu của cái định của Đại Bồ Tát thì không phải như vậy. Tức là người đó sẽ nhận ra được cái bất động của chính mình, nhận ra được cái thanh tịnh không bị dao động bởi duyên trần của chính mình, nhận ra được cái thanh tịnh mới mẻ ngay nơi hiện tiền này. Và người đó sống đúng với cái thanh tịnh không bị dao động với duyên cảnh đó, thì người đó đang ở trong định. Và ở trong định đó tức là chúng ta ở trong tịnh độ thiền định của các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát tu tịnh độ đó, các vị có khả năng thành Phật, và trong cõi giới đó toàn là những vị đang ở trong đại định. Mà trong đại định đó là trong đi đứng nằm ngồi, tất cả những duyên cảnh không bao giờ làm cho người đó bị lay động được, chứ không phải là ngồi bất động để được định giống như là cái định thông thường.
Và trí huệ là tịnh độ của vị Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh có chính định sẽ tái sinh vào trong cõi nước đó. Tức là tức cái chỗ mà cuối cùng của lục độ ba la mật là trí huệ ba la mật. Thì trí huệ ba la mật là cái thấy, nghe hay biết trong mọi thời khắc đều ở cái cõi giới giác ngộ hoàn toàn, không xuống cái tầng thấp hơn nữa. Tức là thấy là bồ đề là giác ngộ, nghe là bồ đề là giác ngộ, ngửi là bồ đề là giác ngộ, nếm là bồ đề là giác ngộ, không có cái gì sai biệt hết trong tâm của các vị này. Trong mọi thời hội khắc người đó sống trong cái thấy biết hiện tiền như như, không bị lay động. Đó là trí huệ của Bồ Tát. Khi đối diện xúc cảnh bằng cái hiện tiền như như đó mà thấy, bằng cái hiện tiền như như đó mà nghe, bằng hiện tiền như như đó mà ngửi mà nếm. Thành ra khi mà một vị đã có trí tuệ Phật đạo rồi thì bằng cái như để thấy tất cả duyên cảnh là như, thấy được cái như của mình và cái như của duyên cảnh để ở hoài trong cảnh giới như đó, thì người đó đang ở trong cái cảnh giới giác ngộ. Thì ngay cái phút chốc hiện tiền này chúng ta đang ở trong cái chỗ như như để rõ biết mọi duyên cảnh. Mọi duyên cảnh đang hiện trong cái như, cho nên duyên cảnh nó cũng là như với chính mình. Thì người đó có cái trí tuệ Phật đạo, và đó mới gọi là cái chính định ở trong đạo Phật. Chứ không phải chúng ta ngồi rồi chúng ta phát huệ, chúng ta thấy chuyện quá khứ hiện tại vị lai, không phải cái loại trí tuệ đó. Bốn vô lượng tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh nào được từ bi hỷ sẽ tái sinh vào cảnh giới đó. Trong cái tâm vô lượng là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng là bốn vô lượng tâm. Thì chúng tôi có giảng riêng một cái đề tài về tứ vô lượng tâm này. Như vậy là cái tâm từ luôn luôn chúng ta nghĩ ngợi tới cái việc lợi lạc chúng sanh, luôn luôn chúng ta nghĩ ngợi tới cái việc cứu khổ chúng sanh, gọi là cái từ bi của đạo Phật. Tức là đem lại cái an lạc cho chúng sanh, làm cho chúng sanh hết đi cái khổ, gọi là cái từ bi vô lượng của vị Bồ Tát. Thì trong tất cả những cái thời khắc tu tập của mình, trong tất cả những hành xử trong đời sống này của mình, mà làm sao mà một chúng sanh được hết khổ, làm sao một chúng sanh được vui, được an lạc, được sống đúng với Phật Pháp, thì vậy là cái vị Bồ Tát này làm. Và mình luôn luôn sống trong cái tâm vui tươi, cởi mở, hồn nhiên, trong sáng, không vướng chấp, gọi là cái hỷ xả của vị Bồ Tát. Thì trong đi đứng nằm ngồi, nếu chúng ta an trú trong cái cảnh giới an lạc, chúng ta an trú trong cái cảnh giới định mà hồi trước, tuệ hồi trước hồi nãy mình nói, như vậy là luôn lúc nào ở nơi tâm của mình vẫn có một cái hỷ lạc. Và cái hỷ lạc đó là cái không vướng mắc với trần cảnh, gọi là cái xả. Chúng ta thấy được cái sự vướng mắc của trần cảnh, mình thấy mình vướng cái này, mình thấy mình vướng cái kia, mình phải tu để xả. Như vị Bồ Tát đã giác ngộ rồi thì các ngài thấy tất cả các pháp đến với mình không phải là dính hoặc là không dính. Các vị thấy rõ tất cả các pháp là giác ngộ, là như. Nếu một cái tầng thấp hơn, các vị thấy tất cả các pháp là vốn vô thường, các pháp vốn vô trụ, cho nên nó không có vướng lại mình rồi. Và cảnh giới cao hơn nữa, các vị Bồ Tát thấy tất cả mọi cái đều là như, cho nên không có chuyện lấy và bỏ ở đây. Mất đi cái chuyện cái tâm thủ và xả ở chỗ này. Và người đã mất đi cái tâm thủ xả thì luôn luôn sống trong hỷ lạc, cho nên là tới cái tâm vô lượng là luôn luôn hỷ và xả, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm theo cái nhìn của Đại Bồ Tát ở đây. Thế nên là lúc nào một người Bồ Tát đang sống với cái tâm bốn tâm vô lượng là lúc đó cái vị luôn luôn có phương tiện để cứu mọi người thoát khổ, dù đó là phương tiện nào, dù đau khổ kiểu nào của chúng sanh, mà có duyên lành được gặp Bồ Tát là luôn luôn được vị Bồ Tát này đem đến cái niềm vui và làm cho chúng ta khỏi đi cái khổ của mình. Gặp một vị Bồ Tát với đầy cái tâm hỷ lạc và không có vướng chấp với trần cảnh, thì vậy là vị Bồ Tát luôn luôn sống đúng như vậy. Và chúng sanh nào sống đúng với bốn cái vô lượng tâm, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng này, thì cái vị này được sống trong cái cảnh giới tịnh độ của một vị Bồ Tát có đầy đủ bốn vô lượng tâm. Rồi bốn nhiếp pháp là tịnh độ của vị Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh nào được nhiếp thọ bởi giải thoát sẽ tái sinh vào trong đó. Bốn cái tứ nhiếp pháp là gì? Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Thì đề tài này chúng tôi cũng có giảng rồi, có giảng khoảng 2 tiếng đồng hồ cho cái đề tài này. Tức là khi mà mọi người Bồ Tát gọi là dùng cái từ bốn nhiếp pháp là cái phương tiện độ sanh của vị Bồ Tát.
Trong đó có bố thí, tức là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh muôn loài, bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Thì vậy là khi một người Bồ Tát mà đến cõi trần này, người ta nói nhiếp là nhiếp phục, nhiếp hộ người khác, tức là thuyết phục người khác quay về với chính mình, quay về với Phật đạo vân vân, xin thưa không phải. Cái tâm đó là cái tâm hẹp hòi. Còn khi một vị Bồ Tát đã bố thí chúng sanh á, thì không phải là mình đem tiền, đem của, mình giúp người đó để người đó trở thành người ơn của mình, rồi khi mình cần là người đó phải trả ơn mình. Không phải như vậy, không phải có cái tâm đó là cái tâm Bồ Tát đâu. Khi chúng ta bố thí, trong đó có bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô úy. Nếu mọi người Bồ Tát giúp đỡ người ta về tiền tài, vật chất, hoặc là về giáo pháp, hoặc là làm cho người ta không còn sợ hãi trong trần gian này, vì mục đích gì? Là muốn cho người này thoát được cái khổ làm mê sinh tử luân hồi, giống như là cái bốn tâm vô lượng hồi nãy. Có nghĩa là khi chúng ta bố thí là chúng ta muốn làm sao đó tạo được cái duyên lành để người này nhân cái phương tiện của mình mà người đó đến được với Phật đạo, để người đó thoát ly sinh tử luân hồi. Đó là cái tâm nhiếp của một vị Bồ Tát, một trong bốn cái nhiếp pháp đó, với cái tâm nguyện đó, chứ không phải nhờ cái phương tiện bố thí mà lôi kéo người ta trở về trong đạo mình. Không phải như vậy. Không phải mình bố thí nhiều để mình được nhiều người biết tới mình, để sau đó người đó làm đệ tử mình. Không có chuyện này. Thành ra cái bố thí nhiếp này không có nghĩa là mình làm để mình nhiếp phục người khác, mà vì cái mục đích lợi lạc, vì mục đích giác ngộ giải thoát của thiên hạ, của mọi người, của chúng sanh mà mình phải làm. Đó gọi là bố thí nhiếp. Và cái ái ngữ nhiếp, chúng ta nói một cái ngôn ngữ mà khiến người ta có chút cảm tình, hoặc là chúng ta nói một lời cọc cằn khiến người ta nghe khó chịu. Mà khi chúng ta nói tiếng cọc cằn, người ta nói chuyện nghe không ái ngữ chút nào, không? Khi nói tiếng chúng ta nghe dễ nghe, chúng ta nghe cái âm vận của người đó, nói ông này nói chuyện ái ngữ, hoặc cái cô này nói chuyện có ái ngữ, vân vân. Thì cái đó có phải là cái ái ngữ nhiếp ở trong đạo Phật không? Không phải. Chúng ta dùng cái lời ngọt ngào để chúng ta dụ dỗ người khác, đó không phải là ái ngữ của đạo Phật. Có khi cái ái ngữ đạo Phật rất là thẳng thắn. Vì cái ái ngữ, vì sao chúng ta phải nói lời ái ngữ? Chúng ta phải thấy cái mục đích của cái lời nói ái ngữ nhiếp này là cái gì? Vì muốn cho người đó thấy được cái chân lý, vì muốn người đó thấy được cái sự thật, cho nên sử dụng cái lời ái ngữ. Thì vậy là những cái thiền sư có khi đánh người ta, đó là có phải là hành động ái ngữ không? Ái ngữ. Thiền sư hét người ta, đó là ái ngữ, chứ không phải nói một câu ngọt ngào là ái ngữ. Vì muốn cho người ta mở được đạo lý, muốn cho người ta được khai tuệ, muốn người ta được nhận chân được Phật đạo, cho nên người đó phải dùng tất cả những phương tiện nào đó mà cái người đó có thể nhận được Phật đạo, thì người đó được xem là ái ngữ nhiếp của Bồ Tát. Chứ không phải nói lời ngọt ngào thương yêu, chứ không phải nói nghe nói là cảm tình liền, nghe cái giọng nói là tôi thấy có cảm tình, thì người này người đầy ái ngữ, không phải như vậy. Nhưng mà thực sự khi mọi người đã sống được đúng cái đạo lý rồi, cái tâm họ với đầy cái sự thương yêu với mọi người rồi, thì tự động cái ngôn ngữ lời nói của họ nó có một cái chất liệu thương yêu trong đó, khiến cho mọi người đều có tình cảm khi nghe tiếng nói đó. Chứ không phải là không có, nhưng mà đó là một phương diện khác. Đừng có đứng trên phương diện đó mà chúng ta sẽ bao hàm tất cả những lời nói nào mà ngọt ngào, thương yêu, vuốt ve, chiều chuộng mình, thì lời đó nó ái ngữ, là coi chừng có ngày chúng ta sẽ bị gạt. Nghe lời ngọt chúng ta có thể chết, phải không? Thật ra là các vị thiền sư cũng như các vị mà hành Bồ Tát á, không phải vì nhiếp phục người khác, không phải vì lôi cuốn người khác quay về với chính mình, mà phải nói lời ái ngữ, mà vì sự giác ngộ của người kia. Tức là cái tâm nguyện Bồ Tát khi đến một chúng sanh là muốn người kia được giác ngộ Phật đạo, muốn người kia được thoát ly sinh tử luân hồi, mà phải nói những cái lời lẽ nào đó đúng với đạo lý, nói đúng với sự thật, nói đúng với chân lý, để khai mở trí tuệ người ta, thì những lời nói đó được xem là ái ngữ. Chứ không phải ái ngữ là lời nói ngọt ngào, không có chửi rủa, không có la lối, phải nói là những cái lời nào mà yêu thương, hòa hợp, gắn kết, đó mới gọi là ái ngữ. Việc đó những người bình thường họ có thể làm được. Chúng ta vô những cái tiệm buôn bán lớn, chúng ta sẽ thấy những người tiếp viên sẽ nói rất là ái ngữ, rồi nói rất là ngọt, nói mình không thể bỏ đó, mình đi được, phải mua được món hàng đó, mình mới cảm giác mình vừa. Thì vậy là chúng ta bị ái ngữ gạt. Bị gạt cái kiểu đó. Cho nên là những lời mà không thể hiện được chân lý thì những lời đó không được gọi là ái ngữ. Những lời nào mà ngọt ngào để đem lại lợi ích riêng tư, đó là một cái dạng mà ác ngữ chứ không phải ái ngữ. Chúng ta phải nói như vậy. Khi mà nói có những cái lời nào mà lợi ích thực sự người khác, khai mở trí huệ người khác, thì mới đó mới gọi là ái ngữ.
Chứ còn cái loại mà nói ngọt ngào gọi là ỷ ngữ, đó là một trong bốn cái loại mà Đức Phật đã nói. Tức là nói gì? Nói dối, nói thiêu dệt, không? Nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác. Thì cái loại nói thiêu dệt đó chính là ái ngữ, mà cái kiểu người phàm đã bị gạt. Tức là nói những lời ngon gọt, dụ dỗ người ta để người ta chiều theo tâm ý của mình. Đó là ỷ ngữ, chứ không phải là ái ngữ. Ái ngữ nhiếp của Đạo Phật rất là tuyệt vời. Khi nói là làm, khi chúng ta nghe được tiếng nói đó, chúng ta có một thấy một cái điều kỳ lạ như thế này. Chúng ta nghe được cái cách nói chuyện đó, cái ngôn ngữ, cái lời lẽ đó, chúng ta nghe có một cái sự cởi mở gì cho chính bản thân mình đó. Khi mà nói đúng sự thật, đúng chân lý rồi, mở toang con người mình ra để mình đạt tới giác ngộ giải thoát. Nghe đến cái chiều sâu của ngôn ngữ đó, chúng ta được bừng mở trí huệ của mình, đó mới là cái loại ái ngữ thiệt. Tức là qua cái ngôn âm đó, mình có một cái sự cởi mở thực sự cho tâm hồn mình, có một sự tháo gỡ thực sự cho tâm thức của mình, để mình vén mở bức màn trí tuệ mình ra, thì đó là cái dạng ái ngữ. Thật ra từ cái chỗ giác ngộ thanh tịnh, từ cái lòng từ bi của các vị bắt đầu nói ở cái chỗ thanh tịnh giác ngộ chính mình, với tràn đầy cái sự yêu thương của chính mình, thì lời nói đó mới được gọi là ái ngữ trong Đạo Phật. Nói ái ngữ chúng ta phải hiểu như vậy. Còn cái lợi hành thì dễ biết rồi ha. Tức là tất cả những cái hành động nào mà lợi ích chúng sanh là các vị Bồ Tát làm, không bao giờ dừng nghỉ, dù rất là khó khổ. Làm một cái chuyện gì đó mà muốn lợi ích cho người khác phải trả một giá rất đắt, có khi trả một cái giá sinh mạng của mình, nhưng mà Bồ Tát vẫn làm. Có những vị Bồ Tát làm mà chúng ta nhìn thấy là họ chết trước mắt không à, luôn luôn trong gai trước mắt, nhưng mà họ thấy rằng cái chuyện đó phải làm để lợi ích chúng sanh là họ làm. Nó gọi là lợi hành. Thì bằng cái lời nói có lợi ích chúng sanh, bằng hành động có lợi ích chúng sanh, bằng suy nghĩ có lợi ích chúng sanh, là các vị đều làm. Và gần như không phải là một đời, mà đời này kiếp nọ ra đời chỉ chuyên làm những cái việc như vậy thôi, không có chuyện gì khác. Đó gọi là lợi hành nhiếp, trong tứ nhiếp. Và cái đồng sự là cái khó. Ví dụ như bây giờ ở trong cõi người mình thôi, giờ gọi là đồng sự nhiếp. Có những Phật tử mình tu cũng lâu rồi, bây giờ thấy người nhà của mình đó là không có giác ngộ Phật đạo, thấy cũng tội, bây giờ mình phải đồng sự với họ để có thể độ người ta. Mà chung quanh người nhà mình là toàn là những người nhậu nhẹt say sưa, những người bài bạc rồi hết rồi, bắt đầu mình đi vô mình nhậu chung với nó để mình đồng sự nó, mình nhiếp nó. Hay là đồng sự nhiếp. Thế giờ vô chưa biết định lực ai hơn ai. Chưa biết định lực ai hơn ai. Ai kiên cố hơn ai. Tức là mình kiên cố trong cái định lực Phật đạo của mình, mình vững hơn thì mình có thể lôi cuốn nó. Nhưng mà những cái người nhỏ họ kiên cố hơn cái định lực của mình. Tức là họ cứng, không có cách nào tháo gỡ được. Thì buộc mình phải theo, mình xỉn trận. Và cuối cùng rồi mình cũng sẽ bị nhiễm. Thành ra trong tất cả những tình huống mà người ta đồng sự á, là những người đó có đủ năng lực thật sự. Cái thiền định của họ không còn cái gì có thể phá vỡ họ được, thì họ mới dám đồng sự. Ví dụ như trừ cõi trời, vị Bồ Tát xuống cõi phàm của mình để làm một người phàm bình thường, rồi họ cũng đi vào cái cõi giới phàm phu, họ cũng sống ở cõi giới một cái kiểu của gia đình, phải không? Rồi nhưng mà họ có thể dùng cái phương tiện gần gũi những cái người mà mình muốn độ, để họ lôi người này ra khỏi cái lầm mê sinh tử đến với Phật đạo, thì đó mới gọi là đồng sự. Và tất cả những hành động khi mà một vị Bồ Tát đã xuống cõi trần của mình rồi, xuống tất cả cõi giới khác như hồi đầu là tùy chủng loại mà vào á, thì các vị này đầy năng lực thiền định. Mà thiền định của vị này là gần như không có cái gì nó có thể làm ô nhiễm được nữa, các vị mới dám đi vào con đường nghịch hạnh. Đã đi vào con đường nghịch hạnh rồi mà bị động với duyên cảnh là kể như xong hết một đời đó. Mà chưa chắc xong đời đó, đời sau còn có thể cất đầu lên được, có thể đi xuống luôn nữa không chừng. Tại ra khi mỗi người Bồ Tát mà khi các vị muốn làm cái hạnh mà đồng sự nhiếp này, muốn làm hạnh đồng sự nhiếp này, phải coi của mình cái lực của mình tới đâu cái đó. Phải cân nhắc trước khi mà chúng ta đồng sự. Nếu mà thấy rằng cái lực mình không đủ vào trong đó, mình rút chân ra không được thì thôi đi trốn đi. Tránh duyên đi, kệ nó, bây giờ tạm thời khất nợ. Biết rằng mình cũng có cái duyên nợ, có nhân quả với người này, nhưng bây giờ mình không đủ sức để mình độ. Bây giờ mình tạm thời khất nợ, tức là tránh duyên một đoạn để mình tu tập, khi nào mình đủ lực thì sẽ tính sao. Mình nguyện là khi nào mình giác ngộ thực sự rồi, mình là cái người bất nhiễm thực sự rồi, thì chúng ta sẽ đồng sự nhiếp những người này. Và khi gần gũi những người này là dứt khoát người này sẽ tỉnh ngộ. Thì như vậy là cái đồng sự nhiếp mới có thể thành công.
Đây là một cái hạnh nguyện rất khó, phải nói như vậy. Ngay cả những cái việc mà ô nhiễm nhất của trần gian này là cái việc tình cảm của vợ chồng, tình cảm của nam nữ. Và cái này gần như là 1 tỷ người vô chỉ chưa chắc kiếm được một người thoát ra. Có người là ra chúng ta đồng sự từ cái cõi kia xuống, bây giờ mình làm vợ hay làm chồng rồi cái là suốt đời là xong luôn, rồi không biết đi đâu về đâu. Thành ra rớt vào một số cái chuyện mà chúng ta có thể đồng sự mà chúng ta thoát được là những cái chuyện bình thường. Có những cái chuyện đồng sự là dướng liền vô đó là không có đường để chúng ta gỡ ra. Thì vậy là những vị Bồ Tát chưa đủ lực mà làm Bồ Tát non không? Có những người phát tâm phát nguyện, ví dụ như đời này chúng ta tu rồi, thế mình thương huynh đệ mình quá đi, huynh đệ mình thì không có tu hành tinh tấn, qua đời sau cũng trở lại làm người, mình phát nguyện là sẽ theo người này để độ người ta. Ví dụ đời sau cái họ làm nam, cái mình làm nữ, cái này theo làm vợ người đó để độ. Mà người này thì càng lúc càng sa đọa nặng, cái người nam này càng lúc càng sao đỏ nặng, hay người nữ cứ theo làm vợ cứ bị đài, bị la, bị rầy, bị khó, bị khổ riết, rồi mình cũng cảm thấy tâm mình cùng nhục, của mình phát nguyện mình độ người này mà cuối cùng mình bị người này làm khổ lại mình. Điều đó có nhiều lắm. Như vậy Bồ Tát non, chúng tôi gặp một số cái trường hợp, đây là trường hợp mà thấy bằng cái, xin lỗi là chúng ta thấy bằng cái suy nghiệm của mình, nó gần gần như giống như cái công phu của chúng tôi. Chúng tôi thấy một số người vướng trong cái trường hợp đó. Một số người chúng tôi gặp, tôi thấy rõ ràng họ đời trước là một vị tu sĩ, và đời này sống một cái đời sống gia đình với một cái người mà cả đời làm khổ mình. Mà người kia sống một cái đời sống tu sĩ cũng tốt chứ không phải là xấu trong đời trước, mà nguyện độ thôi, nguyện độ chúng sanh thôi, mà ra chuyện đó. Nguyện độ chúng sanh rồi ra chuyện. Ở trường hợp đó tôi gặp bên bên Mỹ một cặp vợ chồng như vậy, ở Việt Nam có mấy người đó. Chúng ta thấy rõ là người này đời trước là tu sĩ, thấy rõ luôn, vậy mà bị khổ cả đời luôn, tới khi ông chồng mà ngã quỵ chết rồi là mình cũng phải xiển điển mới tỉnh lại được. Nhưng mà công phu cũng chưa khôi phục nổi. Và điều đó chúng tôi gặp nhiều. Đó, thành ra chúng ta thấy là cái đồng sự nó giống như con dao hai lưỡi thực sự. Nếu mà chúng ta đủ định lực, đủ trí tuệ, đủ năng lực rồi, chúng ta đi vào đồng sự nhiếp, thì chúng ta đi đâu có thể đánh thức được người ta đó. Nhưng mà chúng ta không đủ năng lực thì đừng có hành cái hạnh này dùng, đúng không? Đó là cái tứ nhiếp pháp. Phương tiện là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh nào biết diệu dụng phương tiện một cách vô ngại đối với hết thảy các pháp sẽ tái sinh vào cõi đó. Cái này là cái khó. Cái phương tiện để độ sanh, quý vị thấy nó gần, nó thuộc về giống giống như đồng sự nhiếp như vậy, nhưng mà nó thuộc dạng siêu xuất hơn đồng sự nhiếp nhiều lắm. Ví dụ như bây giờ họ phương tiện là làm ăn thôi. Một người Bồ Tát khi mà thấy được đạo lý rồi, họ không phải là cái người mê tiền giống như người bình thường. Nhưng mà một đồng bạn của mình, đầu tu của mình đời kiếp trước, bây giờ họ xuống đây họ bị mê tiền, họ lủi vào công việc làm ăn. Thì mình vào làm ăn chung với họ, mình siêu hơn nọ, tức là có cái phương tiện siêu hơn cái người làm ăn này. Nhưng mà mình có đánh thức cái người bạn mình được, thì cái việc làm ăn này nó sẽ dẫn tới cái gì, mình sẽ thuyết phục được người này. Mình sẽ phương tiện giỏi hơn người kia, đồng sự nhiếp nhưng mà giỏi hơn người ta. Gọi là tất cả những cái diệu dụng về phương tiện đi vào tất cả những cái cõi giới nào, mình cũng thuộc cái dạng siêu xuất hết đó, thì mới có thể giúp được những người trong cõi đó. Trong mọi lĩnh vực trong đời sống này, nếu muốn đánh thức người ta, gọi là phương tiện độ của vị Bồ Tát, thì người đó phải đứng ở chân trời giác ngộ trước hết đã nha. Tức là phương tiện độ nằm sau Bát Nhã độ. Chúng ta thấy rõ là trí tuệ nó nằm trước, phải không? Khi có trí tuệ rồi mới nói tới cái chuyện phương tiện độ. Mà phương tiện độ sanh của vị Bồ Tát siêu lắm, họ đi vào bất kỳ cái gì họ cũng trở thành một người siêu xuất hết. Và chúng ta thấy họ gần như họ mê say trong cảnh đó, nhưng mà thật sự là họ là những người đang cứu thoát mọi người ra trong tất cả tình huống. Đây là một điều khó. Và cái điều này ở trong chùa chiền chúng ta cũng có phương tiện độ nữa. Trong chùa chúng ta có phương tiện nhiều lắm để độ sanh. Và nhiều người đặt câu hỏi, ủa sao thấy thầy làm vậy không giống với
Cái điều Phật dạy trong kinh này ông thầy nói là phương tiện mà con. Phương tiện mà con. Thật sự bây giờ phải xét lại quý thầy đang phương tiện đó, với thầy đứng chân trời nào mà đang phương tiện độ sanh. Những người đang phương tiện độ sanh, những người đó đang đứng chân trời nào? Nếu thực sự các vị đứng trên phương cái chân trời giác ngộ, tức là đứng trên cái chân trời trí tuệ để độ sanh, thì điều đó mình xin cúi đầu đảnh lễ. Nhưng mà nếu thực sự các vị chưa phải là quý vị giác ngộ Phật đạo thật sự, mà nó đi độ sanh, mà dùng phương tiện để độ sanh, thì lấy cái gì để độ? Lấy tâm phàm để độ, chứ không phải là thánh tâm để độ. Thì coi chừng là mình nhiễm trước người ta. Mình nhiễm trước người ta. Đó là một cái sự thật mà chúng ta phải thấy. Cho nên khi dùng cái phương tiện độ là những người đó thuộc cái dạng cao thủ lắm rồi. Không có cảnh giới nào các vị này không vô được. Và ra vào rất tự tại trong mọi lĩnh vực. Thì phải dùng những phương tiện đó hết sức là khéo léo. Từ lĩnh vực làm ăn cho tới tình cảm, cho tới tất cả những cái chuyện mà có mặt trong cuộc đời này, nếu mà chạm tới vị đó thì vị đó đủ kiến thức, đủ bản lãnh, đủ điều kiện, đủ phương tiện để dẫn dắt chúng ta ra. Khi chúng ta chạm tới người đó, người đó đủ sức. Và khi chúng ta chạm tới người nào thì người đó sẽ theo cái hướng phương tiện của mình mà họ được đi ra một cách rất là êm ái, nhẹ nhàng mà người đó cũng không biết luôn. Đó là phương tiện chiêu sức của một vị Bồ Tát, một diệu dụng.